Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Đu quay ở nhà thiếu nhi bị nghiêng khi đang hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 12, Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra sự cố đu quay bị nghiêng khi đang hoạt động tại nhà thiếu nhi Thủ Đức. Khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 12, nhiều trẻ em đang vui chơi đu quay dây văn tại khu vực nhà thiếu nhi Thủ Đức thì bất ngờ trục chính của cột đu quay bị nghiêng sang một bên khoảng 45 độ, gần rơi xuống đất. Sự việc may mắn không làm ai bị thương, nhưng khiến nhiều trẻ em một phen hoảng sợ. Một người dân vui chơi tại đây cho biết, thời điểm này có gần 7 trẻ em ngồi trên ghế của đu quay vui chơi. Khi đu quay bị nghiêng, nhiều trẻ em sợ hãi, kêu la. Thời điểm xảy ra sự việc cũng không có gió. Phát hiện sự việc, bảo vệ của nhà văn hóa thiếu nhi vội chạy đến ứng cứu các trẻ em. Tại hiện trường, phần đỉnh của đu quay bị nghiêng, các ghế trên đu quay dính sát mặt đất. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức có mặt để ghi nhận sự việc, xử lý sự cố. Sự việc trên là lời cảnh báo đến các khu vui chơi và quý phụ huynh trong dịp lễ Tết sắp đến.